trên kêu sư phụ á, thái tử á phải để ý những đứa nó rất là thương và trung thành thái tử, nhưng mà những đứa nó không bao giờ dám tới gần hoặc là nói chuyện với thái tử. Cái tụi mới hỏi cái gì, ủa sao kỳ vậy, không tới gần này, không có biết tánh nó rồi không sao á. Tự vì cái thần thức của nó là người trong hoàng cung của thái tử, nó xuống đây nó biết như vậy, nó im vậy, để ý mấy đứa hộ pháp thứ thiệt. Còn hộ pháp cũng có nhiều dạng lắm, nhưng mà có gia đình, có hoàng cung mà, có người làm giường, có người như kiểu hải không, có người trong nội cung, có người giao tiếp, tức là nguyên một cái đại family, nói chung là một cái gia đình bưng xuống đây cái rầm xuống, người làm chuyện, người làm nhà bếp vậy đó. Xuống đây thù cũng giống như tất cả các con thầy, các con là tiên hết á, thù cũng là tiên, tiên trưởng đi, tiên đại ca đi. Thì đều là bịt thần thông hết, bịt mắt bịt mũi hết, nhưng mà thì có một cái là cho cái lực khác để mà mới giao tiếp được á. Mấy con này không được cái đó, nhưng mà mấy con cũng phải nương theo những cái gì thù nói thì mình mới hiểu được mình. Chứ mình sống mà mình không biết mình là ai thì mình sống làm cái gì, vô nghĩa. Mình đi hy sinh cho ai, hy sinh cho thằng đó cốt nó con chuột, cuối cùng mày con chuột nó cũng đầu thai thành chuột ha, tánh nó không có thay đổi được. Trời ơi, mình trên trời mình là tiên phải không, sống trong hoàng cung của thiên đình, mà xuống đây tôi đi hậu con chuột, tôi đẻ cho nó ba nữa không. Chuột lai, chuột lai tiên. Rồi tôi cực khổ như vậy, rồi cuối cùng á tôi sân si, rồi tôi bị đỏ uổng phí. Nó có, nhưng mà cái khó đó, nó bó cái khôn. Cái khổ á, mà vượt qua được cái khổ là bậc an tài, còn bị cái khổ mà là giật ngã đó là hèn yếu. Phải vượt qua, đứa nào trên trời xuống đều khổ hết, không có ai mà vui sướng, càng cao càng khổ. Ê, đại tử Nam lên đây ngồi, ngồi sáu đi. Bữa hôm con hỏi gì con không dám hỏi trước mặt không, tại vì hồi ít có giờ gặp riêng con, giờ trước mấy ống kính này muốn hỏi gì hỏi, nhưng trả lời cho lên đấy, ngồi sơ lưng là nè, ngồi chứ sai vậy. Còn muốn lên quay phim lên đây ngồi. Lên. Mày sợ máy phim lắm mà. Đây, còn sư tử hà đồng. Đây ngồi đây. Bữa hỏi gì? Ồ, mà đàn ông mà cái gì cũng phải. Chứ bây giờ á, ông cha đó, hay là nhà thờ, ông thầy cũng vậy. Mấy cái bà, mấy bà vừa mới đi ngoại tình rồi hôm về là che bức màn. Dạ thưa cha, hồi hôm con không có kềm chế được, con đi lẹt xẹt, xin cha tha tội cho con. Tức là mấy ông cha nhà thở, mấy bà đâu có mắc cỡ, con là đàn ông mất còn mắc cỡ rồi hả? Cốt con là gì con hỏi rồi, chứ mà trả lời cho. Dù biết hết rồi, dù có lật cái sổ của con trên trời rồi. Dạ bữa hỏi rồi chưa biết, vừa mới vừa lật hồi cách đây 4 ngày. Đã bữa giờ không có gặp nó. Dạ. Thì bữa con hỏi thầy phụ là... Đừng quay nó hay con, nghe tiếng nó được rồi. Là cái cổ của con là cái gì? Cổ con là cái gì? Dạ. Rồi, sao nữa, hả tiếp. Rồi... vấn đề... Vấn đề đó hay tới nhị, hay trả lời. Ở đây có ai có áo cà sa không ta? À mấy con lấy cái áo cà sa mà áo màu hồng này được á, quấn nó một cái. Giờ chú trả lời thẳng. Có, trước mặt cái gì có ông kính, chú không bây giờ nói sai. Còn có em chấp nhận không? Ờ thì sư phụ có sao nói gì? Vỗ tay à, chị chơi. Đây đại tử Nam. Chị chơi lần này nó mới theo sư mà nó học lẻ lắm. Bây giờ biết đọc kinh nữa. Có con là tướng nó đâu có ẹo đâu ta. Con là nữ. Hả?
mà nữ gì phải không? Nữ tu. À nó là chủ trì một cái chùa nữ tu ở vùng đầu Vĩnh Long á, miền Tây á, cũng là tiên, nhưng mà một chùa đang nói về cái tiền kiếp vừa rồi, cho nên trong cái lại giải thức chắc nó học đọc kinh lẹ lắm. À, đó là nữ, kiếp vừa rồi là nữ, nhưng mà nữ nam nó không có ấy, chỉ là mình trải nghiệm thôi mà. Lâu lâu mình ăn cơm ra đường mình ăn phở thử món thôi mà. Bữa nay thử món đàn ông nữa. Nên nay cũng nữ, cũng giống như cốt của thiên viên vậy đó, cũng là nữ tu, nhưng mà thiên viên thì tu ở chùa đâu mà nhà trang, cho nên có căn cơ tu cao cũng là có. Đến ngày đến giờ á, đủ tiền rồi, bữa 500 triệu không có không, 50 không có không, cuối cùng nó còn có 5 triệu. 5 triệu là dư rồi, hồi xưa thụ đi tu chỉ cần 1 triệu là còn như thụ cho hết. Thôi giờ bắt chức thụ giữ 1 triệu, còn 4 triệu cho mấy chị. Nó có 5 triệu. Đấy, giữ tiền nhiều quá tôi không có được. À, đến ngày đến giờ đó, là phải quay đầu là vậy đó. Đó là con là tốt tu. Chứ không ai bắt con ngồi đây tự lại giải thích con đó, là tôi phải đi về cái đường cũ của tôi. Bữa nay tôi xuống trần tôi khổ quá trời rồi. Tiền cũng chẳng làm cho tôi vui quá không? Tôi phải đi kiếm y ai ở, kiếm bạn đạo, kiếm thư phụ, kiếm chùa, kiếm nơi để tôi nương tựa đến thằng. Tại vì người tu là phải trở về tu. Cho nên từ đây tới cuối đời còn lại con sẽ là tu. Thế con không phải là cốt thường nữa. Con cốt cao hơn Phạm Nhật Dưỡng nhiều. Nó không rủa đâu biết tu đâu. Nó biết sực. Sực tiền, sực stock, nếu cỡ 4 đồng mấy á, mình nộp hát. Mới hôm mình gặp đóng nên nộp hát đúng không? À. Còn anh chị nghiêng này, không nên nói đây. Gốc tô không hay, nhưng mà không ngộ á, tước vậy mà nói hồi trước rồi là con gái nè. Không, người có kiếp gái kiếp trai cái thay đổi liên tục, là giống như ai nói anh Khanh kiếp vừa rồi là anh trai, bây giờ nó là anh gái nè. Đó, nhỏ này nè, nó là anh trai đó. Giống như Lệ vậy đó, cũng là anh trai đó. Giống như Tuyết Mai mình á, Tuyết Mai mình á cũng đẻ con vậy, nó là anh trai đó. Ở đây còn ai còn trai nữa không? Còn gái không? Nó xin nói vậy, nếu mà thì mình tu có tiến triển thì nó mới đổi ra là con trai hay sao? Cái thằng này nó hay á, tại vì cái công đức mà mang thân nữ mỗi tháng nó cực mệt lắm đúng không? Bực bội khó chịu nữa không, còn bị cái gì á, đủ phụ nữ là không có phước mà đòi thành phụ nữ, bị chồng hành hạ rồi nữa. Nhưng khi mà biết tu á, kiếp trước là sư cô mà, thì hôm nay nhờ cái phước đó đổi thành thân nam. Còn có biết cái ngày Địa Tạng mà cầm ngoài đó không, hiện giờ thân nam đúng không? Yeah. Nhưng mà thật sự ngài là ai không biết không? Thánh nữ Bà La Môn, là một đứa con gái có hiếu Phật Bồ Tát Địa Tạng á. Thì ngày xưa thời đó mẹ của ngài Địa Tạng mất cái thánh nữ, cái cô nữ đó, gái nhỏ thôi, có như thằng ngài đó, cái khóc lang thang, cái đi vô một cái miếu quan thì thấy một cái tượng mà bụi đóng rồi đó, thì cái thánh nữ mới thấy tượng á, mới quét tượng, quét bụi. Cái đó là Phật cảm động. Phật không phải là mua một cái tượng bằng vàng mà nặng một tấn mà để trên nền Phật thích đâu con. Chỉ cần phủi bụi thôi, nhiều lúc mà động tới tâm Phật, Phật cũng thương, cũng giống tánh như phụ vậy. Có nhiều đứa không làm như phụ, phụ cũng rất là thương, là chỉ biết cái tánh của nó là thương mình thiệt. Thì lúc đó Phật hiện ra, Phật hiện ra luôn mà.
nói ta sẽ cho con gặp mẹ con. Thì lúc đó cái thánh nữ Bà La Môn thiếp đi, thì thiếp đi trong cái đường thiếp đi thì Thu chỉ đọc kinh lâu ngày gần mười mấy chục năm Thu cũng quên, nhưng mà nói tóm tắt mấy con dịch di cứu lại nha, có nói sai thì trên mạng cũng phải dịch di cứu lại. Chả có ai mà đọc kinh qua mà nhớ hết, mấy ông thầy cũng vậy thôi, số phụ lên dĩ cũng dữ lắm rồi. Thì đi đầu tiên vừa thấy một cái tổng cộng bốn cái biển, nhớ khoảng bốn cái biển. Cái biển đầu tiên rất là đẹp, rồi trong đó có nước, rồi cái hồ có cá sấu đồ đó, dưới địa ngục mà đang đi về đi dưới địa ngục để tìm mẹ, tức là ngày Địa Tạng. Rồi xong cái thánh nữ mới đi qua cái cầu, cầu thì thấy toàn là tăng ni bảo vàng nhiều lắm, không có áo mạo như mấy con dưới đâu. Rồi cái đi nữa mà ở cầu đó ai đi ngang á mà không có phước rớt xuống thì bị mấy con quái thú dưới nó sực nó ăn nó nuốt. Rồi cái đi tiếp thì thấy có một nơi hành hình những cái người ở dưới không ai mặc đồ chứ, không biết mắc cỡ ở dưới đâu, quần áo ở dưới đâu, ở cởi ra hết cột giống gì nè, lửa cháy phừng phừng ôm vô chín xèo xèo. Rồi cái điên khúc có những người ngồi có hai đầu trâu mà mặt ngựa đó, cầm cái cưa găm bụng. Mấy người làm tội mỗi cái tội nó có cái kiểu hành của nó. Rồi cái điên khúc mấy con bị móc cái lưỡi ra cắt cái lưỡi tại nó láo nhiều á. Rồi cái điên khúc cái thánh nữ là luôn thấy cái chảo dầu sôi sùng sục sùng sục, nó thảy vô chiên mấy người đó, chiên là chết thiệt á, đau thiệt á, nóng thiệt luôn á, nóng luôn á, chết luôn chứ không cần phẩm nữa. Cái điên khúc rồi cái bắt đầu cái đoàn người nha, đoàn người đi vậy đó. Thì này thánh nữ đi xuống, thánh nữ về kể lại cho mình nghe. Thì ở dưới nó có mấy con quỷ mà cái miệng nó rộng lắm, cỡ nào nó cũng nuốt hết á, mà nó tướng nó lùng lùng nè, nó chạy giống như y như phim Harry Potter vậy đó, gần giống vậy đó, nuốt người vô bụng nó hết, chạy bao nhiêu cũng nuốt hết, chạy kiểu nào á la hét cỡ nào sợ kiểu nào á cũng không có tránh khỏi mấy con quỷ đó. Rồi những cái người bị xiềng xích xung quanh la hét sùm hết, trong đó có những nhà lãnh đạo quốc gia trong ở trên thế gian mình, trong đó có những ông hồng y, rồi những ông cha rất là đông ở dưới đó, có Michael Jackson nữa, hồi nãy tôi biết gì hết, tại vì người ta ca bản bi địch là ở dưới địa ngục mà nó bị đau, tức là mình nói một lời xấu mà nhân gian mà lưu truyền á, mình bị tội hoài, cũng giống như mình pass out cái virus gì đó, con hiểu không? Thì người ta bị cái virus covid nó bị hoài vậy đó, là mình có lỗi, còn mình nói ra một cái lời gì mà người ta nghe người ta an tâm đã tốt á, thì là mình có phước hoài, nghe là cái công thức nó cũng y như là cách làm ăn của con thôi à, con làm một cái thương hiệu gì mà tốt người ta cứ repeat, người ta mua hoài con bị đắt hoài. Còn con làm gì mà xấu người ta áp xử liên cái mẫu. Thì cái điên khúc cái là vào một cái biển. Cái biển thứ hai, biển thứ hai thì những cái cực hình nó khác hơn mà nhiều lắm, chứ không có nhớ nhiều mà nổi cực hình. Có những cực hình thấy ngộ lắm, bỏ người ta vô giống như mình đập giả gạo vậy đó, giả cho nát hết, tức là mỗi một cái tội sẽ bị một cái đó. Ở trên thế gian mình làm gì là dưới y nhiệm, chỉ có cái tội mà ngoại tình là thông dụng nhất đó, là nhiều nhất luôn, common luôn, thì là ôm cộng đồng thôi. Thích ôm á, ôm đi hùng lửa cái tội cái đó là dưới là common nhất,
Còn những cái tội kia là những cái tội mà hung ác, nên dưới là cột đồng lửa phùng phừng, rồi có những con quỷ dạ so, rồi những cái con giống như con trâu sắt vậy, nó bằng sắt thiệt mà nó biết đi rồi nó biết ăn mình nữa, mà cái răng của nó bén nhọn bụp cái là mình nát tường. Con thấy cái đó. Rồi qua tới biển thứ ba, biển thứ tư, đại khái phụ nói là nó có bốn cái biển hành hình. Rồi địa ngục nó không, hồi xưa người ta nói 18 tầng địa ngục. Thì sư phụ hỏi mấy gì nó không phải, cả ngàn cái tầng địa ngục. Nhưng Bác Hồ ở tầng 66 rồi, thì làm gì tầng 18. Nhưng mà hồi xưa mình nhỏ mình lớn lên rồi nghe ta hù hù nó nói 18 tầng. 18 tầng là ít rồi, không có. Có cả ngàn cái địa ngục. Thì dưới địa ngục, mỗi cái địa ngục đi càng sâu á, nó tội càng nặng chừng đó. Mà cái quan trọng là khi mình ở trong cái địa ngục vô gián, cái chữ vô gián có nghĩa là không có thời gian, không có năm để mà tính luôn, tỷ tỷ năm luôn á. Thì trên quả địa cầu này con người nó thay đổi biết nhiêu rồi. Người ta nói là một người làm tội nặng xuống địa ngục vô gián, thì trên này mình trăm năm đấu nhầm gì đâu. Lúc đó mình đã về trời mất tiêu và họ còn dưới địa ngục. Chỉ vì làm lỗi có chút xíu thôi. Giống như giờ hai đứa, một đứa mà làm lỗi hôm nay đi xuống đó vô gián, còn một đứa 30 năm sau về trời thì 30 năm không đầy 3 second nữa mà người kia khi trở lên đây cái trái đất này không biết nó giống gì không nữa. Vô gián là hàng nghìn năm của cái trái đất mình. Cho nên mấy con mà làm một lỗi nhỏ đi, mấy con sẽ thấy cái hậu quả gấp muôn vạn lần. Chứ nó không phải là ồ, lâu lâu tôi làm một cái lỗi nhỏ, tôi cho thỏa mãn cái gì, cái giận của tôi, cái ý nguyện của tôi, cái nó không có phải đơn giản. Cái đó mình phải kèm chế đó. Xuống đây là mục đích mình học là gì? Học kèm chế, học nhẫn. Chứ không phải mình giận ngay cái mình làm cho lại gan lại là đó, sư phụ nó là bị đọa vô gián. Sau khi cái đó rồi, đến cái tầng mà nhiều chúng sanh chết quá trời luôn, mà lõm ngõm hàng tỷ hàng vạn ở dưới, người lên trời trả có bao nhiêu hết. Thiên đường hữu lộ vô nhân dấn, tức là cái cổng thiên đàng á, mở rộng nãy, cổng thiên đàng mở đây nè, nãy sư phụ kêu mấy đứa nhắm mắt thấy không đó. Tại vì mấy ngày kêu thử cái lực của mấy con có không đó. Tại vì mấy gì biến cái cổng thiên đàng ngay trước mặt, ngay chỗ sân mình này. Tức là không có ai chịu lên thiên đàng địa ngục. Bảy lên đây ngồi nói chuyện giùm. Tu cỡ này mà cũng vậy. Đang quay phim đó. Địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cái địa ngục đâu có ai muốn xuống đâu, nhưng mà quá trời người xuống. Tại vì cái nhã của họ còn, cái tánh nghi ngờ của họ còn, sân si còn, thì địa ngục vô môn hữu khách tầm. Đến khi mà nhiều người chết quá thì lúc đó ngài Địa Tạng đó, là tức là thánh nữ Bà La Môn á, lúc đó là ngài Địa Tạng đó, mà dưới có một cái ông thần thổi một cái ngọn gió đó. Ngọn gió đó kêu là gió xảo phòng, tôi chỉ biết cái tên vậy thôi. Nó có thần thông trong đó. Tự nhiên mấy thần hồn hồi nãy bị ôm cột đồng mới không chết rồi phải không, vô chảo dầu phải không, rồi cắt lưỡi rồi phải không, đau chảy mắt rồi, y chang thiệt hết, biết đau biết sợ biết khủng hoảng luôn, rồi biết hối hận nữa, muộn rồi đâu vậy nên đâu có thể ấy được. Rồi lúc đó tự nhiên tỉnh lại, vừa nhắm mắt tỉnh lại cái tại thân hồn nó không có xác thịt, mấy vị thổi cái là sống lại, tỉnh lại cái thấy mấy quỷ ở đằng xa chạy tới hạ họng cắn mình bụp cho tiệt. À, là cứ lâu lâu vậy đó,
ngọn gió xảo phong thổi lại. Hồ Bích Kỳ cười giống trong phim đó Hồ Bích Kỳ. Dạ. Thế Bích Kỳ lên từng cảnh quay chạy đó rồi đó, có ở cái đó rồi phải không? Thử qua chưa? Nhớ. À, thì cứ thế mà làm tới làm lui. Nhưng quan trọng nhất là cái cầu, cái cầu ở dưới đó, là khỉ cái gì mấy con cái xấu mà ghê gớm. Ở trên mấy vị đặt những cái cực hình đó, nó có thật chứ không phải thế gian mình ảo tưởng, nó thù hỏi mấy vị có thiệt á. Rồi làm cho mình, cho cái đại giải thức nó biết sợ. Sư phụ hồi xưa năm 2007 đi tu là cũng vì cái lại ý thức nó kêu mình đi tu. Mấy con hôm nay đi theo sư phụ, theo thiên tâm cũng là vì cái lại ý thức mấy con biết là mấy con là người trời, không phải là người thú. Thì cái lại ý thức mà đi xuống địa ngục bị hình phạt á, khi mà đầu thai lại thành người á, thành thú, cũng phải biết sợ. Tại vì nó đâu có mất cái đó, nó chỉ mất đi là mình transform ra một cái image khác, một cái body khác. Nhưng mà cái trí não của mình á, những cái đó nó record đi. Bây giờ giống như credit card của một người nào mà mua đồ, mua nhà, mua xe nhiều á, in ra dài có chừng chục trang, trong đó có tốt, có xấu, cả thiếu tiền điện một sen á, nó cũng report con bé tới đi đê, đúng không? Thì xuống địa ngục cái lại thích nó mấy trang vậy đó, cái credit report. Mấy con đứa nào có credit report không? Những đứa không biết đó. Nó y chang vậy thôi à, nó không có cái gì mà mất trong cái não của mình. Cho nên tại sao có những đứa bây giờ rất là nhút nhát, có những đứa rất là gan dạ, rồi có những đứa sợ cao, có những đứa sợ nước, có những đứa sợ lửa, có những đứa thì ta hù sợ lưng cái giật mình đó. Thì là mình đã từng đi xuống địa ngục bị mấy cái đó. Và đồng thời á, có những cái giấc mộng á, mà trong bóng tối cái bị từ lừa hoài đó, là đó là y chang vậy luôn á. Nó còn nằm lãng giảng trong này à, nó lo có ngủ, thấy có người rượt mình hoài trong bóng tối á, thì là dưới địa ngục á. Ở một cái thời đại nào mình đã bị hành tội đó,